10 điều buông bỏ cho cuộc sống an nhiên. Theo dòng quay thời gian, khiến cho nhịp sống càng trở nên hối hả và gấp gáp hơn. Con người luôn lo toan và tất bật với miếng cơm manh áo để sinh tồn, thì việc tìm được sự thanh thản trong tâm hồn không phải là điều dễ dàng. Bởi vậy, tại sao có rất nhiều người giàu sang, đạt được những gì mình mong muốn nhưng vẫn không cảm nhận được hạnh phúc? Bởi họ luôn gặp phải căng thẳng, đấu tranh để giữ vững những gì mà mình đang có. Trong cuộc sống, khi cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng, thì có rất nhiều người tìm tới nguồn cội tâm linh như đi chùa lễ Phật để cầu may, cầu an, hoặc đọc những cuốn sách Phật Pháp với mong muốn tìm về sự bình an và giải tỏa những bế tắc. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị sa môn là: tuổi thọ của con người dài trong bao lâu? Và vị sa môn trả lời là: chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói: đúng vậy, ông là người hiểu đạo. Cuộc sống của con người chúng ta chỉ tồn tại trong một hơi thở. Vậy tại sao chúng ta cứ để tâm mình mãi lẫn quẩn trong u mê và phiền não? Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù, chấp nhận, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những tham sân si trong cuộc sống thường nhật, thì sẽ tự tìm thấy niềm vui và thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi biết buông xả thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham sân si, để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta. Có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ. Mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm rồi cũng quên hết đi, cho đời mình được an vui. Nhưng hãy hiểu rằng buông xả không có nghĩa là buông bỏ, dẹp hết tất cả để chỉ lo cho bản thân mình. Không có nghĩa là chối bỏ, trốn tránh trách nhiệm trong cuộc sống. Đôi khi có càng chịu, không hề đồng nghĩa với việc bạn sẽ trở nên mạnh mẽ. Ngược lại, buông bỏ mới khiến bạn vĩ đại hơn. Hãy nhớ kỹ là buông bỏ quá khứ để tâm hồn trống rỗng như số không tròn trĩnh. Sau đây là 10 điều cần buông bỏ để tâm bình an, thanh thản. Thứ nhất là buông bỏ thể diện. Đôi khi chúng ta cúi đầu là để nhìn thực chuẩn con đường dưới chân. Rất nhiều người cho rằng cuộc sống của mình quá tuyệt vời nên không muốn tiếp tục thử trải nghiệm những điều mới mẻ. Rất nhiều thứ chẳng thể buông xuống bởi vì xấu hổ, để đến phút cuối cùng con người cũng chết vì thể diện mà thôi. Thứ hai, buông bỏ áp lực. Mệt mỏi hay không do tâm mình quyết định. Căn phòng tâm hồn nếu không quét dọn cũng sẽ phủ đầy bụi hồng trần. Lau rửa tẩy tịnh có thể khiến trái tim u tối bừng sáng. Phải tỏ rõ sự tình mới có thể cáo biệt phiền loạn. Hãy mong muốn bỏ những nỗi thám khổ vô vị, niềm vui sẽ có nhiều không gian rộng lớn hơn ùa vào trái tim của ta. Thứ ba, buông bỏ quá khứ. Buông bỏ quá khứ, bạn mới có thể sống hạnh phúc hơn. Hãy nỗ lực thay đổi tâm thái của mình, điều chỉnh tâm trạng của mình, học cách bình tĩnh, tiếp nhận hiện thực, học cách tự chủ với lòng mình. Cứ thuận theo tự nhiên, học cách thản nhiên đối mặt với tai ương khổ nạn. Học cách tích cực đối đãi với kiếp nhân sinh, học cách tìm thấy niềm vui trong những chuyện quá khứ. Thứ tư, buông bỏ tự ti. Hãy xóa đi sự tự ti ra khỏi cuốn từ điển của bạn. Không phải ai cũng đều có thể trở thành vĩ nhân, nhưng mỗi người đều có thể trở thành người có tâm hồn mạnh mẽ. Hãy tự tin vào bản thân, tìm đúng vị trí dành cho mình. Bạn cũng sẽ có được một kiếp nhân sinh ý nghĩa.
Thứ năm, buông bỏ sự lười biếng. Hãy nỗ lực hoàn thiện bản thân. Tuyệt chiêu chính là hãy biến những chuyện vụn vặt bình thường trở nên tinh tế, như lớp men thanh khiết nơi lò gốm sứ. Hãy nhắc nhở bản thân mình luôn giữ lấy tinh thần lạc quan, hướng về phía trước, hướng về niềm vui, sức khỏe và sự thiện lương. Như vậy, chắc chắn bạn sẽ có được một kiếp nhân sinh sáng lạng. Thứ sáu, buông bỏ sự tiêu cực. Khi tuyệt vọng nhìn sang bên trái, hãy dùng ánh mắt hy vọng nhìn sang bên phải. Nếu bạn muốn trở thành một người thành công, xin hãy nỗ lực vì một bản thân mình tốt nhất. Hãy để sự tích cực thay thế tiêu cực. Hãy để sự cao thượng thay thế thấp hèn. Hãy để lòng khoan dung thay thế nhỏ nhen. Hãy để niềm vui thay thế phiền muộn. Hãy để sự nỗ lực thay thế biếng nhác. Hãy để sự vĩ đại thay thế điều dùn dặt. Chỉ cần bạn nguyện ý, bạn hoàn toàn có thể là chính mình trong khả năng tốt nhất trọn cả một kiếp người. Thứ bảy, buông bỏ tâm oán hận. Thay vì oán hận, chỉ bằng hãy nỗ lực nhiều hơn. Mọi thất bại đều là bước đệm cho thành công tìm đến. Oán hận và trút giận thì có thể gây trở ngại cho bước đường đi đến thành công của bạn. Vậy nên, hãy buông bỏ oán hận, học cách tiếp nhận thất bại với trái tim bình thản nhất. Chỉ khi giữ chặt lấy sự thiện lương trong tim mới có thể hướng tới tương lai đầy hy vọng. Đừng luôn cho rằng cuộc sống phũ phàng với bạn. Kỳ thật bạn cũng có nhiều như người khác đó thôi. Thứ tám là buông bỏ sự do dự. Lập tức hành động, thành công sẽ là vô hạn. Những sự việc bạn đã nhận thức rõ thì đừng do dự nữa. Hãy quyết đoán, chọn một hướng đi chính xác và chỉ để tâm tới con đường ấy thôi. Đừng quay đầu nhìn lại. Nếu bạn có ý tưởng nào, hãy lập tức hành động. Nếu bạn gặp được cơ hội tốt, hãy lập tức nắm bắt lấy nó. Đừng chần chừ, đừng do dự nữa. Thứ chín, buông bỏ sự nhỏ nhen. Tâm rộng mở, trời đất cũng thênh thang. Khoan dung là một mỹ từ rất cao đẹp. Khoan dung với người khác kỳ thực chính là chừa lại một con đường cho tâm hồn mình. Chỉ trong thế giới bao dung mới có thể tấu lên những khúc ca sinh mệnh chiều êm. Thứ 10, buông bỏ sự hoài nghi. Tâm đầy nghi ngại, làm việc khó thành. Đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng người. Từ nhận định suy nghĩ của người khác bằng một sự hoài nghi của bản thân mình, đừng xét đoán người khác. Nếu không, điều này sẽ chỉ ảnh hưởng tới tình bạn của đôi bên mà thôi. Mỗi người chúng ta đều đang cõng trên lưng đủ mọi trách nhiệm và tiến về phía trước từng bước gian nan. Đó có thể là bài vở của chúng ta, có thể là công việc của chúng ta, cũng có thể là chuyện tình cảm của chúng ta. Nhưng chính những trách nhiệm và nghĩa vụ này lại giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, cấu nên ý nghĩa và giá trị tồn tại trên cõi đời này của chúng ta. Lời Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể, theo thời gian, có thể lành lại. Nhưng vết thương từ lời nói có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng. Đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần.
Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quà cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng, dấu ít ngữ, ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời dấu ít, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy, đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo, thì phải học cách cảm tình bản thân. Chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được. Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà giả kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết,
để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản? Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ. Không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra hai con mắt để nhìn cho thấu, hai tai để nghe cho hiểu, hai chân để đi cho xa, hai tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta một cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong bốn điều bất thiện thuộc về lời nói. Giọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có ba chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý. Trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp, một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau. Bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, quyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra
bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó, hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, cư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ, để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì dạng phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt, nao lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời, có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền. Càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân, si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động.
Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này, bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu: lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng rộng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng, cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ, có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất, thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Phước họa tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước họa vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. Lời Phật dạy về ghen tuông, chớ vội trách người, hãy trách mình trước tiên. Ngày nay,
chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều những trận đánh ghen bị tung hê lên mạng xã hội. Đám đông được nước lại bình luận ra vào như là người từng trải, hoặc thậm chí như là các chuyên gia có kinh nghiệm, và thường khiến cho tình hình càng trầm trọng hơn. Để tránh phạm sai lầm ảnh hưởng tới phước báo, vận may của mình, bạn nên tỉnh thức, hãy lắng nghe lời Phật dạy về ghen tuông, có thể nhìn được thấu đáo vấn đề. Người ta hay biện hộ cho sự ghen tuông là vì yêu, không yêu thì không ghen. Thế nhưng, bản chất của thương yêu là phải có tính đồng nhất. Khi đó, niềm vui của người này cũng là của người kia. Khi hai người là một, thì đó mới đích thực là tình yêu lứa đôi. Tính cách và lý tưởng sống của chúng ta về cơ bản khác nhau, bởi họ có gia đình, bạn bè, tập quán, kiến thức, nhận xét, cảm xúc, sở thích và cả lý tưởng riêng của họ. Ta muốn thương yêu thì chỉ nên tham dự vào cuộc đời của họ, chấp nhận và giúp đỡ, chứ không phải là tìm cách đẩy cuộc đời của họ ra để đặt cuộc đời của ta vào và muốn làm chủ. Dĩ nhiên trong tâm, ai cũng có chứa hạt mầm, ích kỷ, và đời sống hôn nhân phải có những cam kết ràng buộc chắc chắn, nhưng đó phải dựa trên sự tự nguyện. Đức Phật thường khuyên rằng chúng ta phải gìn giữ năm giới để bảo hộ thân tâm, bảo hộ hạnh phúc gia đình một cách trọn vẹn. Nếu thực tập gìn giữ được năm giới này thì chắc chắn gia đình sẽ ấm êm. Việc không sát sanh có nghĩa là sẽ bảo hộ mạng sống của người và loài khác, từ đó không tạo nhân chia lìa cho gia đình người khác, vật khác. Theo luật nhân quả, giới nhân lành không gây chia rẽ cho ai thì gia đình bạn cũng sum vầy. Không tham lam tức là việc không lấy của người. Vì thế, những việc không phải của mình thì mình không lấy. Bạn tham lam muốn lấy mọi thứ về mình thì cuộc sống trả lại cho bạn điều tương tự. Khi bạn bỏ được thói này thì đối phương cũng sẽ chẳng thể tham lam, muốn phòng nhì, phòng ba. Tránh xa sự tà dâm là để chúng ta không đuổi theo dục vọng, dành thời gian của mình cho sự nghiệp và tương lai. Hơn nữa, đó là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu người phụ nữ và đàn ông ai cũng có ý thức về việc này thì chắc chắn sẽ hạn chế được ghen tuông. Không nói dối cũng là nhân lành cho quả tin tưởng, để người ta không hồ nghi mình, giấu mình trong sạch. Không uống rượu hoặc sử dụng chất ma túy cũng vậy. Rượu giàu không kiềm chế được, ma túy sử dụng một lần có thể gây nghiện và trượt dài trong dòng xoáy của nó mà không biết bao nhiêu gia đình phải nát tan. Biết giữ gìn phẩm hạnh của mình thì từ đó trí tuệ, lòng từ bi sinh khởi, sẽ biết quán chiếu được phải trái, biết lắng nghe và biết hành xử đẹp với cuộc đời, với người mình thương yêu. Vì hiểu tình thương là gốc của hạnh phúc nên mình sẽ chế tác tình thương chân thật, không tính toán, không chiếm hữu. Vì hiểu rằng thương yêu cần phải hiểu người thương, hiểu bản thân mình hơn, thì mình sẽ biết lắng nghe thật sâu, biết hài hòa lối sống của mình với người thương, biết tha thứ, biết bao dung, biết nâng đỡ. Phật chỉ cách quá giải ghen tuông, nói lời dịu dàng. Khi kết hôn, cuộc sống màu hồng không còn nữa, những thói hư tật xấu của đôi bên được bộc lộ ra, kết quả sinh ra nhàm chán và cảm thấy bạn đời thật đáng ghét. Kinh Vô Lượng Thọ từng nói đến điều này. Thói tà hiện ra, vợ mình đáng ghét, đi lại ngoại tình. Từ những điều này cộng thêm những khúc mắc nhỏ giọt, dần dần khiến chiếc bình hôn nhân ngày càng chảy tràn. Nếu không tìm cách giá lại thì sớm hay muộn chiếc bình cũng sẽ vỡ tan. Khi đó hãy nhớ nói lời dịu dàng. Đức Phật dạy, người nói lời dịu dàng, nét mặt tươi vui sẽ không xảy ra bất hòa. Đây là yếu tố quan trọng trong đời sống tinh thần của vợ chồng. Khi đối phương phạm sai lầm, chúng ta muốn góp ý với họ phải tế nhị, đừng nói thẳng, nên nhẹ nhàng trao đổi với nhau, đưa ra ý kiến thì họ mới khâm phục.
còn như bạn đời có ưu điểm gì thì mình phải tán thưởng và khen ngợi một cách chân thành. Sự cảm thông là điều rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Nếu như cả hai không có sự cảm thông mà luôn chỉ trích, phê bình lẫn nhau, sắc mặt luôn hiền vẻ giận dữ, thì chúng sẽ là viên đá ngầm làm rạn nứt tình cảm. Nhẫn nại. Vợ chồng sẽ có những lúc hụt hạt, làm gì có chuyện khi nào cũng trong ấm ngoài êm. Nếu như cả hai không nhẫn nại với nhau, cũng dẫn đến tranh cãi, dễ xảy ra đổ vỡ. Đó là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình, ghen tuông. Nhưng muốn nhẫn nại thì phải tu tâm. Khi chồng nổi giận, cho dù vợ có lý do chính đáng cũng phải tạm thời nhường chồng, không nên tranh luận. Nếu cần thì nên tạm lắng, đợi đối phương dịu lại mới nói chuyện sẽ tốt hơn. Ai nhường ai, không phải vì yếu thế khuất phục, mà sự thật là muốn cho gia đình yên ổn. Đây là nghệ thuật sống trong đời sống vợ chồng giữa cương với nhu. Trong hôn nhân đích thực, người này thường nghĩ tới người kia hơn là nghĩ tới chính mình. Chồng hay vợ, không ai trên ai, người này bổ sung bù đắp cho người kia, vì hôn nhân là một sự hợp tác bình đẳng, biểu lộ sự hòa nhã rộng lượng và quan trọng hơn hết là sự hy sinh. Trong gia đình, chỉ nên nuôi dưỡng tình yêu thương, sự tôn trọng. Đừng để những xung đột âm ỉ và lời nói làm đắng lòng nhau tồn tại. Có lòng gì tha, hãy học cách để giữ tâm từ bi hỷ xả, buông xả tinh tấn, khâm nhẫn và tập đời sống chị tha dẫn thân để góp phần kiểm soát tâm xấu này. Chỉ có lòng chị tha sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn. Phật đã dạy rằng, ở đời có hai hạng người mạnh mẽ. Một là người không bao giờ phạm lỗi, đó là thánh nhân. Hai là người phạm lỗi và biết sửa lỗi. Đối với người vợ, thà rằng có người chồng không trung thành còn hơn là có người chồng hay ghen. Vì người chồng không trung thành còn có thể giữ được hạnh phúc với vợ, còn người chồng hay ghen sẽ luôn biến gia đình thành quả ngục. Đối với người chồng, người vợ càng ghen thì càng không thể nào sửa đổi được người chồng, mà trái lại còn gây ra những cảnh hỗn loạn, mà kết cuộc là đầu độc đời sống chung cho đến tiêu diệt hoàn toàn. Nhiều người cho rằng ghen tuông là biểu hiện của tình yêu. Thực ra cách hiểu này không hoàn toàn sai và cũng không hoàn toàn đúng. Quan trọng là liều lượng ghen như thế nào. Cái gì làm quá cũng trở thành sai trái, khiến người ta không còn khả năng kiểm soát hành vi, để rồi dễ dàng hành xử tệ hại và biện minh hành động đó được bộc lộ bởi hai chữ tình yêu. Theo quan niệm của Phật giáo, ghen là một trong vô số biểu hiện của tâm xấu. Nó mang ý nghĩa nội hàm là khi ta chẳng kiểm soát được tâm mình, để chúng phát tác ra ngoài bằng những hành động hung dữ, lời nói tổn thương. Hãy là Phước Điền Tăng. Từ năm 1983, Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập. Những ước mơ của chư tôn đức lúc bấy giờ cho đến ngày nay đều muốn chúng ta có cơ sở nội trú để tăng ni học và tu, nhưng phải trải qua hơn 30 năm, ước mơ đó ngày nay mới trở thành hiện thực. Học viện chúng ta đã khai giảng khóa 11. Tại đây tăng ni được sống trong tinh thần cộng trụ để tu học, ứng dụng giáo lý của Phật và làm phước điền cho Phật tử đủ duyên đến nơi này nghe pháp và thể hiện lợi lạc cho cuộc sống của họ và gia đình cùng cộng đồng xã hội. Phải nói rằng từ ngày khánh thành học viện này, tôi rất lo lắng, vì đây là khu đất mới thuộc vùng chiến địa dữ dội xưa kia. Vì vậy, chúng ta đến đây lập trường chắc chắn gặp rất nhiều khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng nhờ lòng kiên định của chư tôn đức hội đồng điều hành học viện và tăng ni, từng bước chúng ta khắc phục được khó khăn. Có thể khẳng định phần áp lực tinh thần quan trọng nhất trong cuộc sống tu hành. Nếu chúng ta bị áp lực tinh thần là ma lực, thì người tinh thần yếu không vượt được. Áp lực là chúng ta sợ khó, sợ khổ, sợ ma chướng, sợ bệnh hoạn, sợ cuộc sống thiếu thốn, nói chung sợ đủ thứ. Tất nhiên tâm lý hoang mang,
lo sợ đó ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống tu hành chúng ta. Thực tế, đa phần nghĩ rằng tập hợp số lượng tăng ni đông, chắc chắn đời sống vật chất phải có vô số khó khăn. Nhiều người ưu tư góp ý với tôi về nước sinh hoạt của tăng ni. Nếu nước sinh hoạt không bảo đảm, đương nhiên bệnh tật phát sinh. Nhưng may mắn chúng ta vượt qua được khó khăn này, vì ở khu đất nơi đây chưa có nguồn nước máy của chính phủ đưa đến, nên chúng ta có thể sử dụng nước giếng, nước khoan và có xử lý vệ sinh, nên cũng không có gì phải lo nữa. Kể đến, cơm gạo là vấn đề khó thứ hai, nhưng cũng lại được may mắn. Có nhiều người quan tâm giúp đỡ chúng ta vượt qua cái khó này. Có nhiều Phật tử hằng tâm, hằng sản đã phát nguyện cung cấp gạo cho tăng ni ít nhất là 3 tháng, cho đến có thể trong 3 năm, tức cho đến khi tăng ni sinh viên tốt nghiệp. Cái khó thứ ba là rau củ quả cũng được nhiều người lo lắng, vì nếu không bảo đảm được chất lượng thực phẩm rau củ sẽ dẫn đến bệnh tật. May mắn là tập đoàn Vingroup đã hứa cung cấp rau sạch trong 1 năm cho học viện. Tôi nghĩ sau 1 năm, chúng ta đã ổn định được việc có rau sạch và từ đó có thể tự sản xuất rau củ, tự cung cấp thực phẩm an toàn ngay tại khu đất của học viện. Và đó cũng là mô hình mà tăng ni sinh viên có thể áp dụng khi ra trường đến nơi mình hành đạo. Như vậy, khi đời sống vật chất và tinh thần đã ổn định, phần còn lại là tăng ni nỗ lực tu để vượt lên được, nghĩa là từ đời sống tầm thường trở thành phi tường, từ phàm phu chuyển mình sang giai đoạn hiền thánh. Nếu không đạt được thành quả như vậy trong đời tu học, thì nợ của đàn na thí chủ khó mà trả nổi. Tôi mong tăng ni sinh viên nỗ lực vượt lên, xóa được trần lao nghiệp chướng, trở thành tỳ kheo thực sự của Đức Phật. Một vị tăng thực sự đúng nghĩa là thân không bệnh hoạn, tâm không phiền não, cắt đứt trần lao và diệt trừ nghiệp chướng, mới có thể thay Phật làm lợi ích cho chúng sanh ở thế gian này. Việc đầu tiên, làm sao chúng ta không bệnh? Phật có dạy chúng ta điều này. Thân không bệnh hoạn là điều hòa được thân nghiệp của chúng ta. Việc này rất quan trọng. Nói đến thân nghiệp, phải nói thêm về nghiệp quá khứ. Dù chúng ta có nhân duyên xuất gia, nhưng đời trước từng phạm lỗi lầm, cho nên đời này mang thân tứ đại đã thể hiện nghiệp quá khứ. Thật vậy, các bậc hiền nhân trải qua kinh nghiệm tu hành, qua sự chứng ngộ, nên đã thấy trong kiếp xa xưa từng phạm lỗi lầm, các ngài mới thực lòng sám hối tội căn của mình. Tội căn là gì? Nếu đời này chúng ta xuất gia, nhưng thân thường đau yếu, tâm dễ buồn phiền, không bằng bạn và Phật tử trông thấy mình, họ không phát tâm. Chúng ta nghiệm lại lời dạy của người trước rằng đây chính là nghiệp chướng trần lao của chúng ta. Tôi xuất gia làm tăng, thổi còn trẻ thường đau yếu. Cố Hòa Thượng Thiện Hòa, giám đốc Phật học đường Nam Việt, đã khuyên tôi nên lạy hồng danh sám hối. Nhờ thực tập pháp này một cách miên mật, tốt nghiệp của tôi tiêu dần, sức khỏe tốt lên mới tiến tu được. Đây là kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với tăng ni thường đau ốm. Nếu tốt nghiệp là bệnh nghiệp, nhưng có người không tin lời Phật dạy, không tin nghiệp lực, mới nghĩ rằng tại mình thiếu chất này, chất nọ. Nhưng riêng tôi nghĩ mình thiếu phước, thiếu đức, thiếu hạnh. Thiếu phước đức, thiếu hạnh thì phải siêng tu hạnh của Sa Môn theo Phật dạy, phải cố tạo phước. Thực chất tu hành là như vậy. Có người nghĩ thiếu chất nào thì kiếm bổ sung cho cơ thể khỏe mạnh. Nhưng càng bổ sung, bệnh càng sanh và cuối cùng chết sớm hay bỏ tu. Kinh nghiệm tôi hơn 60 năm hành đạo đã nhận ra điều này. Tu hành phải xóa nghiệp đời trước, không tạo nghiệp mới, từng bước khắc phục thân nghiệp, thì thân không ốm đau, không đòi hỏi. Đó là điều căn bản phải thực hành cho được để tiến tu. Khắc phục được thân nghiệp, đi xa hơn, chúng ta thực tập thiền quán. Tôi khuyên tăng ni nên áp dụng thiền tứ niệm xứ trước để xóa nghiệp tâm đời trước, vì chúng ta còn kẹt tham sân si. Nói về tham, chúng ta thường kẹt tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi và tệ nữa lại tham sắc. Đó là ngũ dục mà Phật luôn nhắc nhở tăng ni đoạn trừ. Người tu thực sự làm sao khắc phục 5 ham muốn này mới trở thành sa môn.
còn kẹt một hay năm thứ ham muốn này, không là sa môn dù có mặc áo tu. Muốn biết khắc phục được ngũ dục hay chưa, đối cảnh chúng ta sẽ nhận được mình còn ưa thích hay không. Riêng tôi lúc mới tu, mùa hạ đầu tiên nhập chúng, vì nghèo, nhịn đói lâu ngày, nên tham ăn là điều khó tránh khỏi, là kinh nghiệm bản thân tôi. Lên quả đường, bốn người ngồi chung một mâm. Thời đó đời sống vật chất ở chùa khó khăn vô cùng. Bây giờ trên mâm chỉ có một miếng đậu hũ cắt làm bốn, nhưng có một thầy bệnh, vắng mặt. Vừa cử bát cúng dường xong, tôi gấp nhanh hai miếng đậu hũ vào bát mình. Hai thầy nhìn tôi không nói gì. Tôi nhớ Hòa Thượng Thiện Hòa dạy rằng, điều nào khắc phục được thì phải khắc phục liền. Tôi cảm thấy hối hận và xấu hổ. Nên bữa sau lên quả đường, trong mâm có bốn quả chuối. Tôi giả bộ nói mình đau bụng, không ăn chuối, hai huynh ăn giùm. Từ đó về sau, mỗi khi tôi muốn ăn là không ăn, để tự phạt cái tánh tham ăn. Lần hồi tánh tham ăn tự mất. Diệt được tánh tham này, quả báo lớn vô cùng, tức không cần ăn, không muốn ăn, nhưng thức ăn luôn dư thừa. Và diệt được tánh tham ăn, phước báo sanh ra, thì lấy phước để tạo nên phước, trở thành phước điền tăng thực sự. Vì tôi không muốn ăn, không tiêu xài nhiều tiền, Phật tử cúng dường, tôi dùng tiền này trồng vào phước điền Tam Bảo, đóng góp cho Tam Bảo, cho nên phước mỗi ngày tăng thêm. Thực sự tôi rất sợ người cúng dường, nhưng Phật tử cứ tìm tôi để cúng dường. Kinh nghiệm này tôi xin chia sẻ với Tăng Ni. Khi muốn người cúng, họ không cúng, nhưng mình không muốn thì người ta cứ tìm cúng. Tôi nghĩ mình có phước nên tạo phước điền cho người cúng. Vì vậy khởi công xây dựng học viện này, Phật tử cúng cho tôi dùng tịnh tài cho việc xây trường. Có phước mới tạo được phước là vậy, có nghiệp sẽ tạo nên nghiệp. Có phước là phước điện tăng, đi đến đâu mang an vui đến đó, nghiệp chướng tăng đi đâu mang khổ lụy đến đó. Học Phật, tu Phật, chúng ta cần nhớ như vậy. Thành tựu pháp quán tứ niệm xứ, không ham muốn, buồn phiền, mới thực hành tứ chánh cần là điều căn bản. Có người nghĩ mình tu Đại Thừa không cần pháp này, nghĩ vậy là sai. Thực hành tứ chánh cần để gạn lọc hành động mình, chuyển hóa nội tâm mình, nhờ đó biết mình vào thế giới thánh chưa, hay còn ở trong lục đạo. Tu hành, mục tiêu chính của chúng ta là phấn đấu vượt ra lục đạo sinh tử luân hồi. Vì vậy chúng ta mới cắt đứt cái nhân sinh tử luân hồi. Cái gì gắn với sinh tử luân hồi ta không làm, không tạo. Đối với tôi, trên bước đường tu, tôi tập ở trong xã hội mà không bị xã hội chi phối. Ở trong sáu đường sinh tử mà không bị sáu đường sinh tử chi phối. Tức chúng ta có đời sống độc lập thực sự, không bị xã hội và sáu đường sinh tử tác hại. Nếu chúng ta còn kẹt lục đạo, còn kẹt sinh tử, chúng ta không thể thấy cái lý Phật dạy. Nhưng vượt trên sinh tử, vượt trên lục đạo, chúng ta thấy rõ suy nghĩ và cuộc sống hàng ngày đúng như pháp, gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bát chánh đạo là đời sống tâm lý, tư tưởng, việc làm của người xuất gia, dù tu Đại Thừa hay Nguyên Thủy đều không thể bỏ bát chánh đạo. Vì pháp cốt lõi này, giáo hội lấy hoa sen tám cánh màu trắng tiêu biểu cho đời sống trong sạch của tu sĩ Phật giáo làm mô hình tượng trưng. Nếu Tăng Ni thực hành được tám điều này, chúng ta tu pháp môn gì cũng không kẹt sinh tử luân hồi và hoàn thành giai đoạn một. Tôi mong trong mùa an cư đầu tiên của học viện, Tăng Ni sinh viên cố gắng phấn đấu để làm gương cho thế hệ đi sau. Ngày xưa, ở Phật học đường Nam Việt, Hòa Thượng Thiện Hòa nhắc nhở rằng, quý thầy đi trước cố gắng làm sao cho lớp đàn em tu được. Nếu chúng ta không nỗ lực tu, đàn em chúng ta sẽ khổ vô cùng. Nói điều này, tôi nhớ lại câu chuyện liên hệ với tôi. Năm 1965, tôi sang Nhật học. Đến chào cụ Mai Thọ Truyền. Cụ nghĩ rằng tôi đến để nhờ cụ giúp đỡ. Cụ nói thầy ở Việt Nam tu, cần gì tôi cũng cúng. Nhưng đi Nhật thì một đồng cũng không cúng. Nếu mình đi trước mà làm hỏng, người đi sau khó tu vô cùng. Tôi nhớ thầy Quảng Minh và thầy Huyền Dung, hai người này sáng lập Phật học đường Nam Việt. Một vị đi Anh,
một vị đi Nhật để học văn minh Đông Tây Kim cổ, về phục hưng Phật giáo nước nhà. Phật tử gom tiền giúp hai vị này. Thầy Quảng Minh sang Nhật học, tốt nghiệp rồi trở thành công chức, không về Việt Nam. Thầy Huyền Dung sang Anh học, tốt nghiệp cũng không về. Vì vậy, nói đến tu sĩ du học, nhiều vị không muốn cho đi. Với kinh nghiệm bị trở ngại như vậy, tôi tự quyết tâm cố gắng học và về nước thực hiện mục tiêu mà thầy tổ đã đề ra cho mình. Trên bước đường tu có trở ngại, thử thách, khó khăn, đó là thước đo lòng người, đó ý chí giúp chúng ta đi lên, cũng là điều tôi nhắc nhở tăng ni sinh viên. Tôi nghĩ khi khó khăn, phần nhiều người ta chùn bước thì Phật giáo chúng ta phải đi xuống. Đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam, anh em thấy truyện ký của Ngài Nghĩa Tịnh đi sang Ấn Độ cầu Pháp, có ghé Việt Nam và có 6 vị tăng Việt Nam cùng đi theo, nhưng không có người trở về. Đó cũng là thời kỳ Phật giáo chúng ta suy đồi, tu sĩ không có phước đức, trí tuệ, sự thật như thế. Người đi trước thành công, người đi sau chắc chắn đi theo dễ dàng. Hôm qua tôi thăm Trường Hạ, chùa Hội Khánh, tỉnh Bình Dương, có 701 tăng ni an cư cấm túc. Nhớ lại 300 năm trước, ở tỉnh này, Ngài Thanh Nhạc đã lãnh ý của Tổ Nguyên Thiều lên núi Châu Thới xây dựng Thảo Am tu hành. Ngài chỉ một mình, một bát, một ca sa ở đó tu. Nhưng 300 năm sau, tỉnh nhà đã có 700 tăng ni. Nhờ người đi trước tu đắc đạo, người sau đi tới được. Các anh em khắc cốt ghi tâm ý quan trọng này. Nếu thành tựu con đường tu của mình sẽ trợ lực cho lớp sau tiến tu nhẹ nhàng. Nếu chúng ta thất bại, chắc chắn Phật giáo bị khóa sổ. Tôi mong tăng ni sinh viên nỗ lực phấn đấu vượt khó, càng khó càng dũng mãnh vượt qua để đạt được mục tiêu của người xuất gia. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 5 là ngày khởi đầu mùa tụng kinh Dược Sư. Có người nói kinh Dược Sư hay kinh Đại Thừa không phải của Phật, nên chỉ tu theo kinh Nikaya mới là của Phật. Đây là quan niệm sai lầm. Từ kinh Nguyên Thủy đến kinh Đại Thừa, hay từ Nguyên Thủy đến Kim Cang Thừa, là quá trình phát triển của đạo Phật. Người trước đã nhận ra yếu lý này và áp dụng đạt kết quả tốt trên bước đường tu. Nhờ vậy, một số nước theo tinh thần Đại Thừa đã phát triển Phật giáo rất mạnh. Thiết nghĩ áp dụng pháp môn nào thích hợp với mình thì theo pháp môn đó mà thâm nhập đạo. Đối với tôi, học đạo, tôi học từ kinh A Hàm đến kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn. Nhưng tôi chọn kinh Pháp Hoa là pháp tu chính vì kinh này thích hợp với tôi, có nhân duyên với tôi và tôi áp dụng gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Dù chuyên tu Pháp Hoa, nhưng đối với kinh Nguyên Thủy hay kinh Kim Cang Thừa, tôi vẫn áp dụng. Ngày nay có thể nói, chúng ta đã xóa được sự phân biệt, sự kỳ thị các pháp môn tu. Phật giáo Nguyên Thủy, Kim Cang Thừa, Đại Thừa đều hợp nhất. Chúng ta nhìn nhau như bạn đồng tu, nhìn các pháp môn là nhiều mảng do Phật để lại giúp mọi người thăng hoa tri thức và đạo hạnh. Chúng ta tụng kinh Dược Sư nghĩ thế nào? Tôi nghĩ kinh này do các nước theo Phật giáo Đại Thừa sử dụng có kết quả, thì ta xem thành quả đó để ứng dụng vào cuộc sống mình cho được lợi lạc. Và khi đem kinh này so với kinh Nguyên Thủy, tôi thấy đồng nhau không khác. Thật vậy, thực tập Pháp Phật, thấy tất cả các pháp là một thể thống nhất, nhưng vì trần lao, nghiệp chướng khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, khiến người ta thấy khác. Tôi dành tháng 1, tháng 5 và tháng 9 tụng kinh Dược Sư, đó là truyền thống của Phật giáo Triều Tiên, Trung Hoa và Nhật Bản mà họ sử dụng có kết quả. Hôm nay đầu tháng 5, suốt một tháng tôi tụng kinh Dược Sư. Tụng kinh Dược Sư đối chiếu kinh này với kinh Nguyên Thủy và đối chiếu Phật Dược Sư với Phật Thích Ca. Tôi thấy tất cả chư Phật giống nhau, đều nhìn sự Phật giống nhau, nhưng các ngài sử dụng phương tiện tùy theo quốc độ, tùy từng thời kỳ mà áp dụng khác nhau. Tôi nghiệm thấy học và hiểu kinh Dược Sư đầu tiên là 12 lời nguyện của Phật Dược Sư. Bồ Tát Quan Âm cũng có 12 nguyện, Bồ Tát Phổ Hiền có 10 nguyện. 12 nguyện của Phật Dược Sư là nguyện và hạnh của Ngài không thể trái với kinh Nguyên Thủy. Nếu không có tâm và hạnh như Dược Sư, Quan Âm hay Phổ Hiền, chắc chắn không ai theo chúng ta.
Phật Thích Ca nói Đức Dược Sư phát 12 nguyện, nhưng chúng ta coi 12 nguyện này có thích hợp với xã hội chúng ta sống hay không? Hành trì của Phật Dược Sư có giống hành trì của Phật Thích Ca không? Giống thì chúng ta mới theo tu. Nguyện thứ nhất, Ngài nguyện rằng hào quang của Ngài chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, khiến chúng hữu tình thấy ánh quang này, thân tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu, siêng tu lục độ, trời biển trần khổ, vào chốn niết bàn. Nguyện của Phật Dược Sư như thế, mục tiêu như thế, có trái với cuộc sống chúng ta hay không? Vì bây giờ, chúng ta bị vô minh ngăn che, nên tầm nhìn giới hạn dẫn đến hành động chúng ta sai lầm, hiện hữu của chúng ta không được người chấp nhận. Ai hành Bồ Tát Đạo dễ nhận ra ý này. Hào quang của Phật tiêu biểu cho trí tuệ. Ta cũng muốn làm những việc tốt, nhưng vì trí tuệ chúng ta còn giới hạn, nên phải phấn đấu tăng trưởng trí tuệ để cái nhìn chúng ta sáng suốt, thấy biết đúng đắn hoàn toàn, gọi là thấy như thật. Thì hào quang chúng ta đến đâu là ta dùng trí tuệ đến đó. Chúng sanh sẽ nghe theo chỉ dạy của chúng ta, làm cho thân tâm họ thanh tịnh. Trái lại, người chấp pháp đem giáo pháp giảng dạy, nhưng người không phát tâm gọi là phá pháp. Vì vậy, thân tâm thanh tịnh là cốt lõi của đạo Phật. Tu theo kinh Dược Sư, các thầy đầu tiên phải thanh tịnh, rồi làm cho người khác cũng được thân tâm thanh tịnh. Và tiếp theo, làm cho họ đủ tướng trượng phu, nghĩa là người làm lợi ích cho xã hội. Đức Phật là vị đại đạo sư hoàn toàn giải thoát, thanh tịnh, và Ngài dạy chúng ta, chuyển hóa chúng ta thành người trượng phu, là người tốt mà xã hội nào cũng cần. Đạo Phật đào tạo người trượng phu là người siêng tu Bồ Tát Đạo, chủ yếu là họ làm lợi ích cho cuộc đời, để chính họ rời biển khổ trần gian, và họ đem người đến Niết Bàn. Như vậy, nguyện này có giống với nguyện và việc làm của Phật Thích Ca hay không? Và có phải là mục tiêu của chúng ta không? Tôi đọc nguyện thứ nhất của Phật Dược Sư, luôn suy nghĩ và nỗ lực thể hiện cho được thân tâm mình thanh tịnh, làm cho người cũng được thanh tịnh, giúp họ xa rời khổ đau, an trụ Niết Bàn. Nghiên cứu kỹ, tôi thấy kinh nào cũng nhằm xây dựng chúng ta trở thành người tốt. Tôi mong tăng ni học kinh Nguyên Thủy, đến kinh Đại Thừa hay Kim Cang Thừa để chúng ta tổng hợp, có cái nhìn thông suốt qua lời Phật dạy. Qua dòng lịch sử truyền thừa của chư vị tổ sư mới làm cho Phật Pháp hưng thịnh. Cầu nguyện tăng ni sinh viên khóa 11 luôn được an lạc trong chánh Pháp, trong chánh Pháp, trong chánh Pháp.